Bạn có biết là bạn thường xuyên cho rằng bạn biết rõ nguyên nhân dẫn đến cảm xúc của mình, nhưng thực ra bạn chả biết cái mịa gì cả. Các bạn không cần phải cảm thấy tệ vì đây là tình trạng mà hầu hết tất cả mọi người đều gặp phải. Điều này có thể được lý giải bởi hiện tượng nhầm tưởng về nguyên nhân gây hưng phấn. Sự nhầm tưởng về nguyên nhân gây hưng phấn, như tên gọi của nó, là một quá trình tâm lý của con người khi đánh giá nguồn gốc hoặc nguyên nhân của những cảm xúc hưng phấn mà họ đang trải qua một cách sai lầm. Hưng phấn trong tâm lý học được hiểu là sự khơi dậy một cảm xúc nào đó trong tâm trí của bạn, như là sự phấn khích, sự sợ hãi, căng thẳng và kích thích trong tình yêu. Tôi biết bạn đang đợi phần này, nên phần dưới sẽ có nhá. Những biểu hiện của sự hưng phấn là gì? Tim đập nhanh, tay đổ mồ hôi, tập trung cao độ, hít sâu và thở dài, không kiểm soát được hành động và lời nói. Trong cuộc sống, cả tôi và bạn đều đã trải qua rất nhiều hoạt động kích thích, từ việc đi chơi, xem phim, nghe nhạc, nhận lương, đấm vào mặt đồng nghiệp, nắm tay, tất nhiên là nếu các bạn có. Các hoạt động này đều có một điểm chung là gây ra cho chúng ta một mức độ hưng phấn nhất định và người ta rất dễ dàng xác định sai nguồn gốc của nó. Đây là tiền đề cho sự nhầm tưởng về nguyên nhân gây hưng phấn. Thí nghiệm về sự nhầm tưởng về nguyên nhân gây hưng phấn. Ở đây tôi sẽ đưa ra một thí nghiệm nổi tiếng để bạn có thể dễ hiểu hơn về hiện tượng này. Thí nghiệm này được thực hiện bởi Art Aron và Donald Dutton. Thí nghiệm cây cầu treo. Một cây cầu treo ở Canada có chiều rộng bằng một chiếc ghế đá, dài 140m, vắt ngang qua vực Capilano. Và tin tôi đi, bạn không muốn đi qua đây đâu. Aron và Dutton tiến hành thí nghiệm như sau. Họ cho những người đàn ông đi qua cây cầu này và thuê một người phụ nữ đứng ở cuối cầu. Người phụ nữ có nhiệm vụ yêu cầu những người đàn ông sau khi họ đi hết cây cầu hãy mô tả lại một bức tranh cho sẵn. Sau đó nói rằng họ có thể gọi lại cho cô ấy vào buổi tối nếu muốn biết thêm về thí nghiệm. Aron và Dutton tiếp tục thí nghiệm tương tự với một cây cầu chắc chắn hơn rất nhiều và so sánh kết quả. Kết quả là những người đàn ông phải đi trên cây cầu treo nguy hiểm đã tưởng tượng và mô tả lại bức tranh theo xu hướng tình dục cao hơn gấp đôi so với những người đi ở cây cầu chắc chắn hơn. Và buổi tối hôm đó, 50% số người đi cầu treo đã gọi điện cho cô gái, trong khi chỉ có 12,5% người đi cầu an toàn gọi. Các nhà khoa học giải thích rằng những người đàn ông đi trên cầu treo đã trải qua sự căng thẳng cao độ trên cây cầu, và khi họ gặp người phụ nữ hấp dẫn, họ để hai tác nhân gây hưng phấn này trộn lại với nhau. Họ tin rằng họ thấy hưng phấn do người phụ nữ, chứ không phải do nỗi sợ khi đi qua cây cầu. Có nghĩa là trong thí nghiệm này, những người đàn ông thấy phụ nữ hấp dẫn hơn khi họ trải nghiệm cảm giác căng thẳng khi lo sợ. Khi Aron và Dutton thực hiện thí nghiệm lại với người đứng trên cầu là một người đàn ông, những khác biệt giữa hai nhóm đã biến mất. Thí nghiệm cầu thang. Trong một thí nghiệm tương tự, các nhà khoa học cho các nam sinh đi qua một chiếc cầu thang trong khu nhà cũ trong trường. Chiếc cầu thang sập sệ và nguy hiểm, yêu cầu các nam sinh phải cẩn thận, và một nhóm đi qua chiếc cầu thang bình thường. Họ để một nữ sinh đứng ở dưới cầu thang và không làm gì cả. Sau đó, họ tiến hành quan sát và nhận ra rằng nam sinh đi qua cầu thang nguy hiểm có xu hướng ngoái lại nhìn nữ sinh cao hơn so với nhóm đi cầu thang bình thường. Và phỏng vấn cũng cho thấy nhóm nam sinh đi qua cầu thang nguy hiểm thấy nữ sinh hấp dẫn hơn. Quay trở lại với vấn đề. Qua các thí nghiệm, chúng ta có thể nhận thấy cơ chế của sự nhầm tưởng về nguyên nhân gây hưng phấn như sau. Chúng ta thường cảm nhận thấy sự hưng phấn trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng khi gặp một tác nhân gây hưng phấn khác, chúng ta có thể nhầm lẫn và liên kết các tác nhân này lại với nhau. Đôi khi trái tim chúng ta loạn nhịp, tay đầy mồ hôi, toàn thân tràn đầy sự phấn khích. Nhưng trong sự hỗn loạn ấy, chúng ta lầm tưởng về nguồn gốc của sự kích thích, gán cho nó nguyên nhân sai lệch. Điều này càng khiến bản thân bối rối trước cường độ cảm xúc của mình. Bắt nguồn từ lý thuyết sự tự nhận thức, cho rằng con người luôn tìm cách lý giải cho cảm xúc và hành vi của mình. Mỗi khi hưng phấn, bạn luôn tìm nguyên nhân cho nó một cách vô thức. Mỗi lần như thế, bạn sẽ tìm kiếm nguyên nhân đó dựa vào các sự kiện và thông tin xung quanh và mất đi đánh giá về cả một bối cảnh, dẫn đến việc hiểu lầm về một việc, một ai đó, một cái gì đó là nguyên nhân gây ra hưng phấn, trong khi nguyên nhân đó thực tế xuất phát từ một tình huống khác. Sự lầm tưởng về nguyên nhân gây hưng phấn có thể ảnh hưởng đến quyết định và hành vi của chúng ta, khiến chúng ta có thể đánh giá sai tình hình, đưa ra quyết định không cân nhắc hoặc là dựa trên cảm xúc hiện tại mà không xem xét đầy đủ thông tin. Nhưng điều đó không quá tệ như bạn nghĩ đâu. Con người là những sinh vật không hoàn hảo. Vì thế, nếu mọi hoạt động của bạn mà không dựa vào cảm xúc thì bạn không khác gì một cỗ máy, đúng không? Vậy thì hãy cùng áp dụng trong tình trường nào. Vậy làm sao để áp dụng cái sự nhầm tưởng về nguyên nhân gây hưng phấn vào trong việc hẹn hò? Well,
Thực ra là các bạn đã vô thức áp dụng nó rồi. Hãy thử nhớ lại xem lần đầu hẹn hò của bạn là ở đâu. Rạp chiếu phim đúng không? Tất nhiên rồi, vì khi vào rạp chiếu ấy, người ấy và kể cả bạn đều cảm thấy kích thích trong không gian tối tăm và sự hấp dẫn của bộ phim. Khi đó bạn sẽ lần mò tay của người ấy và đôi khi là tay đan vào tay nhau. Người ấy sẽ nghĩ rằng bạn là người hấp dẫn và cuốn hút nhỏ hơn ba, và khả năng cao là bạn sẽ không để ý đến bộ phim nữa. Kết thúc buổi đi chơi, tự động lại trong tâm trí bạn là tay người ấy mềm mại như thế nào. Nhưng theo khảo sát của mình, phần lớn các bạn nữ, người ở thế bị động, đều không muốn nắm tay trong buổi đó. Họ kể lại với tôi là họ chỉ muốn đi chơi cùng anh ấy. Nhưng khi anh ấy chủ động nắm tay, các bạn đều thấy tim đập mạnh và rất thích sự ấm áp từ bàn tay của anh ấy. Đúng đó các bro của tôi, chính là sự nhầm tưởng về nguyên nhân gây hưng phấn. Nói cách khác, chính không khí của rạp làm cho người ấy cảm thấy bạn hấp dẫn hơn, chứ thực ra bạn chỉ hấp dẫn tương đối thôi nhá. Bây giờ mới thật sự là tuyệt chiêu này. Sở dĩ mình gọi là tuyệt chiêu vì nếu các bạn có thể áp dụng sự nhầm tưởng về nguyên nhân gây hưng phấn vào việc hẹn hò một cách hiệu quả thì sẽ để lại cho người ấy một ấn tượng rất tốt. Để ví dụ thì nụ hôn đầu của mình sau khi xem xong Doctor Strange, mình dẫn người ấy ra hồ đi dạo. Đến cái chỗ vắng người thì mình hét to lên là I love you in every universe. Và các bạn đoán được phản ứng của người ấy nhở? Ngượng đỏ mặt. Sau đó mình lợi dụng luôn cơ hội đấy và tặng một cú hôn nồng cháy. Ý tưởng ở đây là gì? Đó là bạn hãy tạo ra một tình huống gây hưng phấn cho người ấy. Khi đó, mỗi hành động thể hiện tình cảm của bạn sẽ khiến cho người ấy cảm động hơn. Hãy thử lái xe chở người ấy với cả tốc độ cao. Người ấy sẽ ôm bạn chặt hơn và nói nhỏ nhẹ hơn. Xem một bộ phim kinh dị cùng nhau, người ấy sẽ nghĩ hành động che chở của bạn thật mạnh mẽ. Gây bất ngờ bằng việc nấu ăn cho người ấy sẽ khiến cho bạn thật là dễ thương trong mắt người ấy. Hãy khiến người ấy bất ngờ và chớp lấy cơ hội nhá. Đây cũng là lý do thay vì những buổi đi cà phê tám chuyện, những hoạt động thú vị hơn như là đi đạp vịt, vẽ tranh, nặn gốm đều khiến cho người ấy và bạn vui vẻ trò chuyện cùng với nhau nhiều hơn. Vì vậy, hãy luôn tìm những hoạt động thú vị hơn các hoạt động thường ngày để giữ nhiệt cho tình yêu của các bạn nhé. Có rất, rất và rất nhiều cách để bạn có thể áp dụng sự nhầm tưởng về nguyên nhân gây hưng phấn vào các mối quan hệ của bạn, đặc biệt là mối quan hệ tình cảm, bởi hưng phấn trong tình yêu là một loại hưng phấn rất mạnh. Lũ bad boy có thể đã sử dụng hiệu ứng này để bạn rơi vào lưới tình. Hãy cẩn thận nhá. Bạn chỉ nên áp dụng với cả người bạn thực sự yêu thôi. Tuy nhiên phải lưu ý rằng, những sự hưng phấn trên chỉ là sự hưng phấn nhất thời. Vì thế nên, để duy trì một mối quan hệ lâu dài, luôn luôn học hỏi và thay đổi bản thân tốt hơn vẫn là điều cần thiết nhá. Hiểu sự nhầm tưởng về nguyên nhân gây hưng phấn cũng là cách để giúp bạn hiểu hơn về người ấy, tránh được những hiểu lầm không đáng có. Mỗi khi cãi nhau, hy vọng bạn sẽ bình tĩnh lại và suy nghĩ, chắc hẳn hôm nay có điều gì đó tệ lắm với người ấy đúng không? Hy vọng bạn hãy luôn hạnh phúc trong tình yêu, nếu các bạn có. Emotional damage. Sự nhầm tưởng về nguyên nhân gây hưng phấn là một hiện tượng tâm lý rất thú vị và đã xảy ra rất nhiều trong cuộc sống, không phải chỉ có mỗi tình yêu. Lần sau khi mua một món đồ không cần thiết ở siêu thị, bạn hãy thử để ý xem điều gì làm bạn mua nó. Do môi trường xung quanh, do cách bài trí, âm nhạc, hay do một quảng cáo sản phẩm đó, hay là do thương hiệu của sản phẩm. Tâm trí của chúng ta không phải bao giờ cũng đúng, kể cả khi bạn biết về hiệu ứng tâm lý này, chắc chắn bạn sẽ không thể ngăn nó xảy ra được. Nhưng bằng việc hiểu rõ hơn về sự nhầm tưởng về nguyên nhân gây hưng phấn, hy vọng các bạn đã hiểu thêm một chút về bản thân và về những cảm xúc không hoàn hảo của mình. Để tránh sự nhầm tưởng về nguyên nhân gây hưng phấn, bạn có thể có ý thức về quá trình tư duy của mình và kiểm soát cảm xúc. Nói cách khác, bạn cần học cách phân biệt giữa sự hưng phấn nội tại và nguồn gốc bên ngoài của cảm xúc, đặt câu hỏi và tìm hiểu sâu hơn để hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình. Bằng cách làm điều này, bạn đã thông minh hơn một chút rồi đó. Nếu thích bài viết này, hãy ủng hộ bằng cách truy cập bài viết gốc đã được tác giả The Darkest đăng tải trên website Spider Room nhé. Và đừng quên like cũng như subscribe kênh YouTube của Spider Room để đón nhận thêm những tuyệt chiêu hẹn hò cực đỉnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!